thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Từ ngay cái lúc mà mình phát hiện ra họ bỏ trốn là đã thuê bao rồi. Căn phòng này là nơi từng diễn ra sự kiện bán hàng của một doanh nghiệp. Nhưng giữa chừng, nhóm người thuê biến mất, ôm theo thiệt hại lên đến gần chục triệu đồng đối với người cho thuê. Nhà mình thiệt hại tiền thuê của ngày thứ hai và mất một chiếc mic. Lúc ấy nó đang nhốn nháo cái vụ gọi là dơ thẻ tặng quà rồi thì trả hàng ấy. Thế xong rồi nó luồn ra hết đằng này đi mất. Vì căn phòng diễn ra sự kiện được lắp camera nên toàn bộ chiêu trò của buổi bán hàng cũng được ghi lại. Chiêu thức bán hàng không đồng để tạo lòng tham cho người dân vẫn giống như cái cách mà nhóm người này thực hiện ở những nơi khác. Mình bỏ tiền ra để mình mua, mình có hàng đêm rồi thì bây giờ mình cảm ơn lại thầy mẹ. Thì chúng con sẽ dành cho gia đình nhà mình 1 kg xương cộng keo, 1 kg thịt trị giá 250.000 đồng. Một chặp con tay được không ạ? Rồi, xin chúc mừng và cảm ơn ạ. Hình thức bán, lấy tiền rồi trả lại tiền cứ thế diễn ra liên tục với món đồ có giá trị thấp. Trong suốt ngày đầu tiên diễn ra sự việc, họ không bán gì mà chỉ tặng hàng miễn phí. Việc bán hàng chỉ thực sự bắt đầu diễn ra trong cuối giờ sáng ngày tiếp theo với những món đồ lên tới tiền triệu. Buổi sáng nhá, thì là bán được 5 người, mỗi người nộp 4.6 triệu, xong thì nó giả lại tiền 50 người ý. Xong thi nhau dơ tay lên thì là ai cũng nộp 4.6 triệu. Xong thì là 1 giờ là nó đi mất, nó không trả tiền ai nữa. Một gói hạt nêm 250.000 đồng, một can nước giặt 650.000 đồng, chảo 700.000 đồng, nồi điện đa năng 4.600.000 đồng. Dù ai cũng thấy đó là mức giá cao bất thường, nhưng nhiều người vẫn xung phong mua. Cái lòng tham của người ta đi nhiều quá, ai cũng vậy cả. Nhất là về các bà thì phần lớn là ôi tí nữa người ta lại trả lại tiền đấy, vì thế nên mới bị mắc lừa. Trong khi người dân còn đang ôm hy vọng mua hàng rồi được trả lại tiền thì nhóm người bán đã cao chạy xa bay. Số hàng hóa có giá trị cũng đã được họ chuyển lên xe và rời đi từ trước. Vài phút sau khi những người bán hàng bỏ trốn mới có người phát hiện và hô hoán cho người dân. Thu tiền ông cái nó bảo các mẹ ngồi đây nhá, con ra con xuống con lấy hàng lên trao cho các mẹ, thì nó không đi về không lên nữa. Nó bảo chạy thì còn những cái thứ hàng lồng cộm nó như là nó người ta alo xô lên người ta cướp, thì tôi lên thì tôi nhặt được cái chảo. Những thứ mà doanh nghiệp vứt lại có giá trị chẳng thấm vào đâu so với số tiền mà họ đã cầm đi.